Chào quý khán giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay có gì? Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ, vào thứ Sáu hàng tuần, chúng ta có lớp sơ trung đẳng Phật học gồm có 2 tiết học, bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu 21 tháng 2 năm 2020. Học viên được học bài kinh số 6 trong kinh Trung Bộ do thầy Thanh Nguyên giảng. Mời anh Minh Từ sơ lược nội dung của bài học này. Kính thưa quý vị, để bắt đầu vào bài giảng mới, thầy giáo Thọ nói rằng thông thường khi làm lễ cầu an thì chúng ta tụng kinh Phổ Môn, khi cầu siêu thì tụng kinh A Di Đà, khi cầu đảo bệnh lại tìm đọc kinh Dược Sư. Vậy thầy giảng về bài kinh với tên Ước Nguyện là kinh cầu như ý. Tuy lời lẽ đơn sơ, giản dị nhưng rất hay và tính cách quan trọng, vì kinh phân tích dạy rõ muốn cầu được ước thấy thì hành giả phải chuyên tâm vào giới, định, tuệ. Một vị tỳ kheo cần tìm nơi thanh tịnh, vắng vẻ làm chú xứ mà thực tập những điều dạy trên để xây dựng nền tảng vững chắc cho thành quả mong đợi. Bài kinh Ước Nguyện ứng dụng với mọi hành giả học Phật Pháp nếu biết tu tập kiên trì theo đúng lời hướng dẫn. Vừa rồi là tên gọi của bài kinh và nội dung. Xin mời chị Quang Thánh Tịnh cho biết thêm các chi tiết của bài học. Kính thưa quý khán thính giả, thầy giáo Thọ cho biết nếu ta chỉ biết van xin, khấn nguyện không thôi thì mong cầu không bao giờ thành. Trong kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy rằng nếu một tỳ kheo ước nguyện điều gì, thì điều kiện để thành tựu kết quả là phải giữ giới. Căn cứ theo sớ giải, vì có nhiều tỳ kheo gắng công tu tập mà đạt đến kết quả giải thoát, đồng thời lại có vị chẳng thể chứng đắc như ý. Cho nên, Đức Thế Tôn thuyết kinh này, Thầy giải thích đấy là nguyên do có bản kinh để răn dạy mọi người hiểu rằng muốn ứng nghiệm phải thành tâm thọ trì giới luật. Người có kiên trì giữ giới, diệt trừ cấu uế, giữ nếp sống thanh tịnh thì mới đạt nền tảng căn bản cho các mong ước nở hoa. Tóm tắt bài kinh cho thấy có rất nhiều mong cầu được đặt ra và cũng có đủ mọi cách để đạt thành. Nhưng Đức Phật vẫn chỉ lặp lại lời dạy về cách sống giới hạnh, giới bổn, phòng hộ giới hạnh, gìn giữ uy nghi, học hỏi giới hạn chân chính mà thôi. Thầy nhấn mạnh người học tu theo Phật phải lấy giới hạn làm đầu, gìn giữ như con ngươi trong mắt ta vậy. Cũng như chiếc phao nổi, chỉ cần một lỗ nhỏ đã khiến người chìm đắm rồi. Tâm không dễ dãi, buông lung, vì một khi ô nhiễm thâm nhập thì sẽ như nước chảy đá mòn, cấu uế sẽ khó mà loại bỏ. Những mong ước từ nhỏ bé hay to lớn thế nào cũng thành tựu, theo đúng với người hành giả, nguyện cầu nếu thực hiện con đường của Phật đã chỉ ra. Cho dù các mong ước được người yêu kính, được tứ sự cúng dường, hoặc mong cho thí chủ được phước lớn khi cúng dường mình, và nhiều loại mong ước nữa như đạt đến quả vị, dự lưu, nhất lai, bất hoàng, tất cả điều ước nguyện mà hành giả thệ lập đều phải do từ thực tâm tu tập giới đức, chứ không vì tâm lợi danh mưu cầu vật chất. Những điều mong muốn do tự thân và cho tha nhân trong giáo lý của Phật đều được Đức Thế Tôn chỉ bày tường tận, giải thích cặn kẽ để hành xử trong bất cứ hoàn cảnh thực tế nào. Các cấp độ ước nguyện tăng dần từ tục đế đến chân đế, cuối cùng là diệt trừ lậu hoặc, chứng đắc A-la-hán. Thầy kết luận, đây là bài kinh giúp mọi người đọc tụng, đạt thành tựu các ước nguyện khi hành trì nghiêm mật 3 điều kiện chính yếu về giới, định và tuệ. Muốn nhanh chóng và chuyên tâm quán niệm công hạnh này, hành giả cần nương nhờ đến một trú xứ không tịnh.
Kính mời quý vị theo dõi chi tiết bài giảng này của Thầy Thanh Nguyên trên Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Bây giờ xin mời anh Minh Từ cho biết nội dung của giờ học tiếp theo về Kinh Tăng Chi Bộ. Thầy Giáo Thọ Minh Khánh đã bắt đầu bài học của Phẩm Tâm Không Điều Phục với một câu chuyện ý nghĩa về nóng giận. Đại ý chỉ ra mỗi người chúng ta ai cũng đều có tánh nóng giận, tuy vẫn biết mình thường biểu lộ thái độ nổi giận ấy, và dù biết lỗi ấy tai hại sai trái mà vẫn không thể kiềm chế được. Cho dẫu ta có tiết chế từ nhiều xuống ít, thì cái tâm ganh ghét đố kỵ vẫn còn đó, nên cần phải tập loại trừ thì mới thoát ra khỏi sân giận được. Thầy lưu ý về định nghĩa của các từ ngữ chính như hộ trì, nghĩa là gìn giữ bên trong, phòng hộ là ngăn ngừa che chở từ phía ngoài, bảo vệ là quan tâm bảo bọc bên trong và chống giữ xâm lấn từ ngoài. Thầy dẫn dụ về bài kinh số 3 và 4, nói đến tâm được hộ trì là tâm dù đã chuyển hóa được ít nhiều do thành quả của điều phục, thì cần phải nuôi dưỡng làm tăng trưởng, gìn giữ vốn liếng có được không bao giờ hao mòn. Đồng thời, phải tu dưỡng giới hạnh, dùng cách thức ấy làm hàn cản, ngăn chặn pháp bất thiện của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tấn công hay xâm thực. Đó là phương thức để phòng hộ được đề cập nơi bài kinh số 5 và 6. Khi giới hạnh cao dày, có thể làm bờ đê kiên cố mà bảo vệ cho được kho tàng tâm pháp, thì chính là đưa đến lợi ích lớn. Cho nên, ta luôn luôn phải tinh tấn bồi đắp hàng rào giới đức ngày thêm tăng trưởng. Đây là lời dạy của bài kinh số 7 và 8, hai bài kinh số 9 và 10, chỉ dạy khi tâm điều phục mà biết hộ trì, được phòng hộ và bảo vệ thì quả là một lợi ích lớn. Trải qua thời gian của nửa năm học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, các học viên đã áp dụng phương cách điều phục tâm của chính mình bằng quyết tâm đến lớp tham dự học Pháp vì ý thức rằng Pháp Phật là báu vật khó thấy. Thầy Giáo Thọ tiếp tục chỉ rõ với tâm tìm cầu học hỏi và lòng trân quý đó, nên chúng ta đã gạt bỏ những sở thích mong muốn vô bổ khác và điều phục cái tâm lười biếng, giải đãi do nhiều lý do từ thời gian, tuổi tác đến liên hệ ràng buộc trong gia đình với bạn bè xung quanh và nhiều sự tránh né khác nữa. Thầy mong rằng học viên hãy cố gắng theo phương hướng tốt đẹp ấy mà gìn giữ, hộ trì làm tăng trưởng hơn nữa, vì đó là cách phòng hộ hữu hiệu. Do quyết tâm đạt đến lợi ích lớn, khi đã vạch ra mục tiêu thì phải hết lòng bảo vệ và theo lộ trình này thật nghiêm túc đến hoàn toàn viên mãn mới thôi. Đó mới là học đi đôi với hành theo ý muốn truyền dạy của bài học Phẩm Không Điều Phục. Bây giờ xin mời chị Quang Thánh Tịnh cho biết nội dung của buổi học hôm nay, ngày thứ 6, 28 tháng 2 năm 2020. Hôm nay lớp sơ trung đẳng sẽ có giờ học kinh Trung Bộ với bài kinh thứ 7 có tên là Ví dụ tấm vải, do Thầy Giáo Thọ Thanh Nguyên giảng dạy vào giờ học đầu. Vào giờ thứ 2, tất cả học viên lại tiếp tục bài học mới của phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng thuộc kinh Tăng Chi Bộ với Thầy Giáo Thọ Minh Khánh. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý thầy thì mới thu thập kết quả, cũng như không phụ công sức quý báu mà các thầy đã dành cho học viên chúng ta vậy. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tối nay từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Quý vị có thể đến học ở Viện Phật Học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán giả và kính chúc quý vị một ngày đêm an lạc.